Mọi người ơi, mọi người xem Bơ bị sao này. Bơ cứ lăn qua lăn lại từ nãy đến giờ. Con làm gì đấy? Lại lăn. Yêu các bạn. Nào, con lấy cho mẹ bạn Doraemon nào. Con lấy cho mẹ bạn Doraemon rồi. Làm gì đấy? Yêu mẹ à? Hôm nay như kiểu say rượu nhở. Nè con đi ra ba nhá. Đi. Đi ra ba nào. Gọi ba nào. Hôm nay nhà mình đã cùng ông Công ông Táo xong. Hôm qua là ông Công ông Táo đã đi về trời rồi. Hôm nay thì chồng mình đang tỉa chân hương ở góc đằng kia, dùng rượu với cả gừng để lau bàn thờ các thứ để kết thúc một năm mới. Hồi xưa ấy, mình nhớ là hồi mình ở với bà nội ấy, mình không biết là phải đến ngày mới được tỉa, mới được lau bàn thờ, mà hầu như ngày nào mình cũng lấy rẻ ra để mình lau bàn thờ luôn. Bây giờ vợ ở với chồng vợ biết là đến cuối năm mới được lau ấy. Bây giờ là khoảng 10 giờ và mình chưa có make up gì hết. Mà tí nữa thì mình cũng chỉ thay quần áo xong mình đeo khẩu trang mình đi thôi. Hôm nay mình sẽ nhờ một người bạn make up cho mình trong một cái challenge bạn ấy đang thực hiện ở trên livestream của bạn ý. Không biết là mọi người đã đoán ra ai chưa? Bởi vì mình thì rất ít khi đi make up ở ngoài, nhưng mà tất cả những cái lần mà mình make up ở Hà Nội ấy, đi make up ấy, thì mình chỉ nhờ người bạn này thôi. Đó, và lần này thì challenge sẽ là mình mang hết đồ make up của mình đi, xong rồi bạn ấy sẽ dùng đồ make up của mình để make ở trên mặt mình luôn, kiểu tư vấn về phong cách hay là thay đổi phong cách make up như thế nào ấy. Nên là mình đang rất là hồi hộp không biết là sẽ làm sao. Mình sẽ mặc chiếc váy này của Daffale. Không biết mọi người biết brand này không? Brand này là một brand Việt Nam nhưng mà rất là nổi tiếng vì các bạn ý có sản xuất cả lingerie này, là đồ lót này, rồi đồ ngủ này. Rồi đợt này thấy các bạn ấy cũng bán cả váy các thứ rất là xinh. Ôi trời ơi, mọi người. Đây là ông Bơ. Không biết đang làm gì với số tiền lẻ trong ví của ba. Chắc định xin ba tiền nhưng mà nhận thấy là trong ví ba không có tiền mấy. Còn ba làm gì có tiền? Ba ra ba nhìn nó. Ba làm gì có tiền mà con lấy ra toàn tiền lẻ thôi. Cất vào cho ba đi, không mất hết bây giờ. Ngồi đếm tiền như thật ơi. Bây giờ con hát một bài nhá. Đường về nhà là vào tim. Đúng rồi. Dẫu nắng mưa gần. Thất bát vang danh. Nhà vẫn luôn chờ. Đường về nhà là vào tim. Dẫu có muôn trùng qua và đôi sao rơi, nhà vẫn luôn là nhà. Các cô chú hoan hô cháu nào. Con quẩy như nào nhỉ? Quẩy chu chu quẩy chu chu quẩy gì? A few moments later. Đó, mà cái này dùng mãi không hết ấy. Nhiều lắm. Nó đặc quá, nó rất là đặc. Ok, mọi người đang hỏi bà Trinh dùng lens gì? Lens này là lens bay nhưng mà không nhớ màu gì. Bạn nào cũng hỏi màu nhưng mà không nhớ màu thật. Tá như thế đúng không? Đúng. Có bao giờ dùng cái cọ này đâu? Không phải, nhưng mà vấn đề là khi mà mình dùng cái này, không phải. Đánh lên xong á, tôi sẽ kẻ lông mày. Sau đấy thì mình mắc. Thế còn đây, hai lai và ba này đi thì bà sẽ dùng vào khi nào? Thỉnh thoảng thì cũng đây, mọi người. Mình mang thêm cả cái này nữa. Mà cái này dự trữ rất là bình thường, thỉnh thoảng có những hôm tôi hứng lên là tôi trộn cái này với cả foundation. Có khi là dùng riêng không? Có, dùng riêng thì tôi sẽ dùng trước foundation, hoặc là nếu mà tôi không dùng phấn ở trên này thì tôi sẽ cho ít lên ấn vào trên cái gò má này. Ok. Hôm nay cho thấy mang cái này và mang cái Fenty Beauty này. Ok, dùng một chút cái này thử nhá. Vì hôm nay các anh có thể dùng một chút. Cái này màu hồng à? Ừ, nó hồng nhưng mà đến lúc đánh lên nó không hồng lắm đâu. Wow. Tan lúc mà tan ra tự xé hoa hồng.
thông thường thì các cái dạng liquid như này thì nó cũng sẽ những cái sản phẩm mà highlight tốt ấy, sẽ là những sản phẩm highlight mà nó sẽ tan được vào cái dạng em nền. Còn những sản phẩm highlight không tốt là nó sẽ nổi nổi lên trên, nó sẽ tách và sẽ còn đang đi kiểu không gánh mọi người ơi. Mình đã biến hình sau 2 tiếng. Và đây là người mà mình đã nhắc đến. Ten ten. Hôm nay hơi bị hồi hộp. Tại sao? Thứ nhất là làm cho một người có rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là nhiều mỹ phẩm. Đấy. Thứ hai là make up trước quá nhiều người. Thứ ba là mình phải dùng những cái sản phẩm mà mình chưa bao giờ dùng. Thứ nữa là thay đổi phong cách cho Trinh một cái phong cách mà Trinh cũng chưa bao giờ làm đấy. Thế là có rất nhiều thứ để kiểu mọi người thấy khác không? Cái series này gọi là cái gì nào? Make up cho bạn bằng đồ của bạn. Make up cho bạn bằng đồ của bạn. Đấy, mình phải mang hết đồ của mình đến ngày hôm nay. Lúc ấy định đến là cho mọi người xem mang đồ gì, nhưng mà đến muộn nên là phải xông vào livestream luôn. Nên có gì mọi người có thể xem livestream của Ánh, mình sẽ để link ở dưới description nha. Đấy, đây là make up theo phong cách Tây. Tây Nguyên, Tây Ban Nha gì đấy. Tây Nguyên. Mà tóc ở Hàn Quốc. Store của Ánh, cái này là store mới này, nhưng mà đây chưa hoàn thiện. Studio. Nên là thôi hẹn sau Tết thì sẽ quay lại để xem bản hoàn thiện hơn. Đến để make up đi xong rồi xem một gọi là khoách Ánh make up studio. Nhìn ở ngoài mới. Pinterest lắm mọi người ơi. Ok, về đây. Ok. Bye bye mọi người. Đây là một team hùng hậu. Đây là bữa trưa siêu muộn của chúng tôi. Là lúc 2 giờ 15 phút bên Hồ Tây. Đây, nhìn view này. View Hồ Tây. Đây là một quán mà vợ chồng mình rất thích ăn. Lâu lắm mới ăn lại nhỉ? Thì ra, từ hôm bơ bé bé. Từ hồi bơ bé bé, vợ chồng mình lượn ra đây. Hồi đấy là cái hàng này mới mở hay sao ấy? Hồi đấy hàng này mới chuyển ra đây. Mới chuyển ra đây. Hàng này này mọi người ngon lắm luôn. Đây, mình với ông Thành mỗi người một chiếc taco. Trông như này thôi nhưng mà to lắm. Cái của chồng to lắm ấy, chồng mà nặng lắm ấy, chồng sờm ấy. Sờm mà cái này mới chỉ là size M thôi nhá. Cái này là size S thôi. Ở đây còn làm đến size XXL. Nói chung đến là con gái thì mình recommend size S. Cầm nặng lắm luôn ấy. Mọi người ạ, mình vừa bảo chồng mình là make up này là make up cá tính. Và chồng nói cái gì chồng nói lại. Ngọt quá. Chồng nói lại đi. Chồng bảo là như cá rô. Cá quả. Cá anh, chấm. Anh nghe thấy chưa? Make up này đặt tên là make up cá chấm nha. Trời ơi, mai đẹp cực mọi người ạ. Trời đẹp lắm. Không biết tên năm nay thời tiết như nào nhỉ? Thời tiết như nào ảnh hưởng gì, có được đi đâu đâu mà. Thời tiết như nào. Bây giờ, đến bây giờ vợ chồng mình vẫn chưa biết là Tết năm nay sẽ như thế nào. Tại vì lúc đầu mình cũng rất hào hứng để đi về quê. Thì mình kiểu nghe mọi người nói là Tết ở quê thì rất vui ấy. Nhưng mà bây giờ tình hình rất là căng thẳng. Thế ở đâu cũng vậy thôi. Mà Tết ở đây thì cũng chán. Mà nếu mà về không được đi đâu thì cũng chán. Biết như nào nữa. Buồn quá mọi người ạ. Hình như con Covid lại ập đến. Nên là sau khi ăn xong chúng ta sẽ lại đeo khẩu trang. Đi về thôi. Người xem đường phố ngày Tết này. Ngày giáp Tết chứ. Đấy. Người người chở hoa, chở quất. Đấy. Chỗ này là đi ra đường thanh niên này. Giá mà không có Covid thì thật là vui. A few moments later. Bây giờ bấm thang đi nào. Bây giờ bấm thang đi, bây giờ bấm thang đi cả mọi người. Mình đi chơi nào. Đi chậm nha, bây đi chậm nha. Cười lên nào, cười lên nào. Bây giờ bấm thang đi, bấm thang đi. Không bấm thang được. Bấm thang được. Bấm thang. 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 Bấ
đến đấy gì nữa. Đây cho mọi người xem toàn bộ chiếc váy này ở trên người mình. Sáng thì mới cho mọi người xem cái cổ nó thôi. Đây thì cái váy này phần trên của nó là như thế này, nhưng mà chỗ này nó thực sự là hơi khó để cử động tay ấy. Tức là vẫn cử động được nhưng mà nếu mà mọi người kiểu mạnh quá ấy, thì nó cũng không được an toàn cho lắm. Dưới này thì nó sẽ đấy. Nếu mà mình mặc size M ấy thì chắc là nó sẽ bó hơn. Nhưng mà các bạn ý bảo là mình cứ lấy size L mặc cho thoải mái. Thì mọi người thấy là cái phần bụng này này nó hơi rộng một tí, cả cái nhất là cái phần mông này thì nó hơi rộng. Cái váy này đáng ra là cái dáng của nó là bó bodycon cơ. Nhưng mà thôi mình mặc rộng như này cũng được, ăn uống các thứ cho thoải mái. Đây là toàn cảnh chương trình dọn dẹp ngày Tết của nhà Bơ. Sofa đã phải tháo hết cả ra để giặt. Rất may là cái bộ sofa này hồi đấy nhà mình mua ấy là có cái chỗ phép mưa tuyền này, nên là tháo ra phát là giặt được luôn. Và mọi người ơi, một tin mừng, đó là ông Thành đã đi chạy rồi. Đúng, mọi người biết hôm nay mình chạy được bao nhiêu? Sau khi ăn một chiếc bánh to thì cuối cùng đã đủ ăn một chiếc bánh trưng to động lực để đi chạy. À quên nhầm, không phải bánh trưng, bánh gì là taco, taco. À? Mình đang ngồi ở trong phòng. Đấy, sắp đến Tết, nhìn ra ngoài cửa sổ nhà mình cũng đẹp phết. Còn vợ mình thì đang đếm tiền. Không đếm tiền, mà hôm trước tự nhiên mình nghĩ ra một việc, đó là đến thời điểm này thì vợ chồng mình cũng đã thưởng Tết cho nhân viên rồi này, đã gửi quà Tết cho họ hàng rồi. Nhưng mà kiểu có một số người mà bình thường thì chúng mình ít khi nghĩ đến ấy, khi mà ví dụ đến Tết chẳng hạn ấy, mà đặc điểm như nhà mình ấy thì là một ngày mình có rất nhiều đồ ship và kiểu nhiều kinh khủng khiếp luôn. Lần nào thì mình cũng phải một ngày chắc phải 5-7 lượt ấy nhỉ. Kiểu ship đồ mình mua này, xong rồi ship đồ các brand tặng các thứ. Nhưng mà tất nhiên là trong những cái người ship đấy thì cũng có những người mà mình rất là nhớ, bởi vì người ta gọi điện cho mình rất là nhiều và người ta cũng kiểu rất là dễ thương ấy, rất là nice, rất là tốt bụng ấy. Kể cả mình có xuống chậm một tí hay là nhiều khi mình không có nhà các thứ thì người ta vẫn rất là lịch sự. Đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà cũng có rất nhiều người kiểu hơi gọi sao ta, kiểu không được lịch sự cho lắm ấy. Nên là những người mà người ta đối xử với mình lịch sự và người ta làm tròn trách nhiệm và tốt cái công việc người ta thì mình cảm thấy là cuối năm chắc là công ty của họ cũng thưởng rồi, nhưng mà nhà mình thì cũng kiểu không có gì nhiều, chỉ muốn là cho một chút tiền gọi là lì xì cho người ta vào trong cái phong bì này. Lucky money. Còn mấy anh shipper thì biết cả tên vợ chồng mình luôn nhỉ. Xong rồi kiểu biết cả cái căn nhà mình ở đâu luôn để có thể gửi đồ hộ ấy. Rất là đáng yêu. Ý mình muốn nói ở đây là cũng không hẳn chỉ là shipper, mà nhiều khi trong cuộc sống ấy có rất nhiều người, người ta chỉ giúp đỡ mình những việc lặt vặt thôi. Và mình tất nhiên là mình trả tiền cho người ta để làm những việc đấy, nhưng mà người ta làm tốt trách nhiệm của mình và người ta còn có thái độ rất tốt trong công việc và thái độ rất tốt với cả khách hàng của mình nữa. Thì những việc đấy dù rất nhỏ thôi nhưng mà mình hy vọng là cái việc bọn mình làm ấy thì cũng có thể kiểu nhắc nhở mọi người là trân trọng những cái công sức của những người làm việc nhỏ bé như vậy, và cũng có thể gọi là có một chút gì đó cảm ơn cho những người đó trong dịp Tết này. Đó, thế thôi. Thực ra thì bọn mình cũng chỉ có nhớ được một vài người thôi ấy, nhưng mà thôi, cũng hy vọng là có thể cho người ta một cái ngày hoặc là một cái Tết hoặc là một cái ngày mai khi mà người ta nhận được thì người ta cảm thấy vui vẻ hơn ấy, kiểu như thế, chứ cũng không hy vọng gì nhiều. Không biết là các anh có xem vlog này không? Chúc anh một ngày vui vẻ. Các anh chẳng biết mình là ai. Ba. Đấy, mọi người nhìn make up của mình từ sáng đến giờ này vẫn rất là ok, là make up cá chấm. Cá chấm, cá rô, cá quả. Rồi, chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo của Tết nha. Bye bye.